Tốc độ 3G của Việt Nam chậm nhất trong khu vực. Báo cáo mới công bố của hãng công nghệ Ericsson cho biết là dữ liệu di động 3G của Việt Nam chậm nhất trong khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương. Theo đó, thì Việt Nam bị xếp cuối cùng trong số 9 quốc gia được khảo sát trong khu vực sau Bangladesh và Miến Điện. Singapore đứng đầu danh sách, kế đó là Úc và Thái Lan. Theo báo cáo của Ericsson, tốc độ truyền dữ liệu trung bình của Việt Nam cực thấp, chỉ ở 160 GB một giây, khoảng 1 phần tư tốc độ của nước áp chót là miếng điện với 620 GB, trong khi tốc độ tại Singapore là 21.870 GB, Úc là 11.190 GB và Thái Lan là 2.380 GB. Theo báo cáo của Ericsson, người tiêu dụng tại Việt Nam chỉ có thể sử dụng dịch vụ nhắn tin mà không thể sử dụng các ứng dụng phong phú khác như stream nhạc, video hay thực hiện các cuộc gọi video dễ dàng như tại Singapore và Úc. Một trong những lý do tốc độ truyền dữ liệu di động của Việt Nam còn rất chậm là vì các nhà cung cấp dịch vụ chỉ tập trung vào việc mở rộng vùng phủ sóng. Trong khi đó, thì Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Lê Nam Thắng vừa cho báo chí trong nước biết là Việt Nam sẽ cho ra mắt dịch vụ 4G LTE Technology vào năm 2016. Các phân tích của báo cáo trên được tiến hành dựa trên dữ liệu thu thập được từ dịch vụ kiểm tra tốc độ OOCLA.